anh chị em nhận về chúng ta hãy kính làm chân nhà ngài Chúa và thiên lối xin người giải cho chúng ta để người chị sáng của chúng ta sẵn sàng được Chúa thương chấp nhận. Lời Chúa nhân từ đôi với những ai khiêm tốn và tha thứ cho kẻ biết ăn năn, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và trong tay giao cho bên thầy chúng con sắp nhận.